Jenny Huỳnh vượt mốc 6 triệu followers chưa đầy 1 tháng sau khi bị tiết lộ kênh TikTok 5 triệu followers. Chuẩn bị về Việt Nam đu concert Blackpink. Hè này, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, mình sẽ về Việt Nam. Thì hai ngày trước mình đã rất là muốn đi. Và mình đã mới nhìn thấy cái này. Số mình nó lạ thiệt á. Nhưng mà vấn đề đấy là mình ở Sài Gòn và mình không biết đi Hà Nội được không nữa. Nhưng ai biết đây sẽ là mình thì sao không? Jenny từng gây rúng động cả trường khi công khai bí mật của mình trước toàn trường là mình có 5 triệu người theo dõi trên TikTok. Can you tell me how many followers you have? Nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi cô nàng tiết lộ bí mật này, cô nàng đã tăng hẳn 1 triệu người theo dõi từ 5 triệu followers lên 6 triệu followers. Không ít người đã phải trầm trồ vì quá là đỉnh. Có người còn trêu đùa rằng chắc hẳn 1 triệu follow đó xuất phát từ những người bạn cùng trường của cô. Thậm chí, cô nàng còn tiết lộ rằng mình sẽ về Việt Nam vào giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ cô nàng sắp vào đại học và sắp trở thành người lớn, thế nên cô nàng muốn có một mùa hè tuyệt vời, quá là vui tại đây. Nữ TikToker còn mong rằng mình có thể có nhiều trải nghiệm, những hoạt động tốt cho cộng đồng, và dù đã mua vé máy bay nhưng cô nàng vẫn chưa có quá nhiều kế hoạch lắm cho chuyến đi này. Ngay sau khi thông báo sẽ về Việt Nam của Jenny, thì Blackpink cũng thông báo sẽ có world tour ở Hà Nội, Việt Nam, nên nhiều người nhanh chóng gọi tên nữ TikToker vì vô tình đúng với thời gian mà cô nàng này ở Việt Nam. Cộng đồng mạng đã mong Jenny Huỳnh có thể gặp được Jenny Kim, cô nàng cũng tỏ ra rất hào hứng cho việc này. Chỉ có điều là nơi nữ TikToker dừng chân khi về Việt Nam là Hồ Chí Minh, còn điểm đến của Blackpink lại là Hà Nội, và cô nàng cũng chưa biết chắc là mình sẽ đi Hà Nội được hay không. Nhưng sự đời đâu ai biết được, nên cả Jenny lẫn cộng đồng mạng đều cảm thấy khá là trông chờ. Biết đâu bức ảnh tưởng là Jenny được chụp cùng Jenny Kim nhưng mà không phải thì lần này sẽ trở thành hiện thực. Dù chưa biết rằng có săn được vé hay không, vì theo như dự đoán thì sẽ phải tranh giành đấu đá rất cực, do ai cũng sẽ háo hức săn vé cả. Ngoài tham gia concert thì mọi người vẫn rất trông chờ chuyến đi này của Jenny, bởi vì trước đó, thời gian mà cô nàng này về Việt Nam lần trước đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Ngoài ra, cô đã có dịp gặp gỡ nhiều người nổi tiếng và khoe những khoảnh khắc này lên trang cá nhân. Người hâm mộ cũng dành những lời khen ngợi cho vẻ ngoài dễ thương của YouTuber 17 tuổi khi đứng cạnh dàn sao Việt. Ví dụ như khung ảnh chụp cùng Khánh Vy, dù khung hình chung cả hai đều mặc những trang phục đơn giản và thể hiện tình cảm thân thiết. Đặc biệt, dù chỉ vừa bước sang tuổi 17 nhưng Jenny Huỳnh đã sở hữu chiều cao vượt trội, lấn lướt cả Khánh Vy, và nữ MC còn dạy cho Jenny cách nói tiếng Nghệ An. Em đắng mân chi rửa. Em đắng mân mẫn chi rửa. Chi rửa. Nghe là chi. Đã ăn gì chứ? No, anh ý. What are you doing? Em đang làm gì thế? Em đang mân chi rửa. Đúng rồi. Trước đó, Jenny Huỳnh cũng từng có những hình ảnh đi chơi vui vẻ bên cạnh Hoa Khôi Nhi gốc Cần Thơ, Bảo Ngọc và YouTuber Khiêm Slay Thiện Khiêm. Được đi chơi với những người bạn đồng trang lứa, cô càng thoải mái, vui vẻ hơn. Thậm chí là chỉ riêng những khoảnh khắc ăn mặc giản dị đi ở ngoài đường của cô thôi cũng thu hút hàng loạt sự chú ý của cộng đồng mạng. Một trong những điểm khiến netizen chú ý chính là đôi chân dài cực phẩm của nữ YouTuber. Đôi chân của cô nàng không chỉ thon gọn mà còn thẳng tắp, khiến ai nấy đều suýt xoa ghen tị. Thế nên lần trở về này của Jenny Huỳnh đúng là khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng trông chờ. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!